Xin chào tất cả các khách mời. Hôm nay tôi xin tuyên bố đám cưới của Tom và Jerry. Tôi nha. Đám cưới của tôi mới xây trong cái lâu đài này. Mới này có đám cưới. Này, có đám cưới chỗ này rồi nha. Đó, có đám cưới đây đó. Cậu đám cưới gì giống cổng chuột quá vậy? Đám cưới chuột mà. Cổng này có đám cưới này. Trời ơi, cổng gì ngộ quá. Rồi. Rồi. Thấy là này. Anh đo cửa để sửa nè. Đang có một người helper. Người helper thứ ba là đang quay phim. Bây giờ đâu cái chiều này nè, tôi nói là bao nhiêu? Chiều này là 73, 6 feet. Đúng không? Fence 2 là bao nhiêu? 6 feet. Là 73 đúng không? 73 inches. Bên đây cái TV à? Bên đây là để xem. Bên đây là để xem luôn. Make sure thôi. Yes, đúng không? Bữa nay mình sẽ đi qua sửa cái nhà mình mới mua. Thì bữa nay mình sẽ làm thợ sửa nhà nha các bạn. Tại vì mà nhà bữa hổm hồi tuần rồi mình đánh giá là một số chỗ cần phải sửa. Do đó phải chuẩn bị sửa cho nó hoàn chỉnh. Có một số chỗ là mình sửa được thì mình sửa. Còn một số chỗ không sửa được mình sẽ nhờ người khác sửa. Bắt đầu mình sửa nhà một số lặt vặt nha các bạn. Những cái chỗ đó chẳng hạn như tường nhà bị lủng hay là những cái vết nứt mình sẽ sửa lại được. Hàng rào hay móng mình cũng sửa luôn. Còn một số phần lớn mình sẽ để dân khác sửa. Thì bữa nay mình sẽ sửa nhà. Làm thợ. Sửa nhà. Giờ đang đi vô mua gỗ nha các bạn. Mua gỗ về để mà làm hàng rào. Đi mua được mấy cái tấm gỗ này đây. Mấy tấm gỗ là chút xíu về sẽ làm hàng rào. Đây gỗ không nè. Nguyên một khu gỗ không. Nay mình đi như đây toàn là mua gỗ. Khu này bán rất là nhiều gỗ. Gỗ thô á, về mình sẽ đóng lại hàng rào. Cây này mình sẽ gắn lên mình cái hàng rào đây. Giờ mình lấy thêm mấy cây này nữa. Đây mua được đống gỗ đây. Bắt đầu chở về nhà. Bỏ lên xe chở về nhà. Để làm. Chỗ mình đang đứng đây là ở Lowe's. Ở Mỹ này, ở chỗ siêu thị này nó bán toàn là đồ sửa chữa nhà cửa không à. Muốn gì vô đây mua. Cả đống luôn. Đủ thứ. Đa số tất cả những cái gì về sửa chữa nhà cửa đều có hết. Đây là cái hàng rào cũ mình sẽ tháo ra và thay bằng cái hàng rào mới. Thì cái gỗ này cũng gần hư hết rồi.